Vô. Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video nha anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nha. Anh em nhận 10 USDT đánh giao dịch, đánh margin trên một cái sàn DFS này để thắng thì có thể rút lãi về ngay lập tức luôn cho các bạn. Để tham gia vào dự án, các bạn link cho phần link mô tả mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản nè. Bấm vào nút đăng ký ngay. Rồi đầu tiên các bạn bắt địa chỉ email của mình vào nè. Ngọc Anh 6830. Các bạn điền địa chỉ trong email của mình nha các bạn. 6836830 nè. @gmail.com. Các bạn thông cảm nha các bạn, cái mail này của mình mới tạo nên mình không có nhớ. @gmail.com. Ngọc Anh 6836800@gmail. Rồi cái đây thì các bạn bấm vào mật khẩu của mình là anh 4 số 1. Điện thoại mình đâu mình đổi lại 234 @gmail.com. Rồi các bạn bấm nút gỡ mã xác minh thành công. Các bạn vào mail mà mở mail lên. Hôm giờ các bạn sau khi các bạn nhận 10 USDT này, các bạn nếu mà các bạn đánh thua, nếu các bạn giao dịch thua, các bạn mã code của mình 6830, các bạn có thể đăng sức ra nha các bạn. Đăng sức ra dùng một cái mail mới mà các bạn chết 6830. Rồi các bạn bấm nút đăng ký ngay. Rồi xin chúc mừng bạn đã đăng ký thành công. Rồi các bạn bấm vào một tải app. Rồi nó nói loại tên này có thể hay các bạn bấm, cứ bấm ok đi các bạn, vì không có sao chứ. Ok rồi xong các bạn bấm nút mở. Rồi các bạn chỉ việc đăng nhập thôi, mình thao vào thôi, đăng nhập email hồi nãy mình á. Email của mình là Ngọc Anh nè. Ngọc Anh 6830 cộng gmail chấm cơm, mật khẩu anh nè. Rồi mình vô mình đổi mật khẩu luôn các bạn, 234 anh 1234 cộng chấm cơm nè. Rồi sau khi các bạn vào giao diện chính của nó gì, các bạn sẽ nhận được 10 USD phần thưởng này nha các bạn. Đây thì các bạn nó có kêu các bạn chọn xanh đỏ gì đó, các bạn qua phần giao dịch nè, phần tin tức tài khoản nè. Các bạn bấm vào nút giao dịch ngay nha các bạn. Đây thì kích thước có sẵn là tiền tệ của tiền thưởng của mình, là các bạn chọn kích thước là mình đánh vô 10, có 10 đô tặng 10 đô, đánh hết 10 đô nha các bạn. Các bạn nhấp vô 10 đô nè. Rồi 10 đô. Nó mát luôn. Đồng 7 các bạn có thể chọn đồng 7 100. Các bạn có thể chốt lãi 50%, ví dụ 50% là có thể 5 đô. Rồi các bạn chọn buy hoặc sell nha các bạn. Slot thì giá các bạn chọn giá giảm, còn salon thì giá tăng nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào. Nếu mà tự động 5 đô này nó sẽ chốt lãi cho mình nha các bạn sau 24 giờ. Phần thưởng của bạn. Trời ơi sao nãy mình giao dịch 10 đô bây giờ còn 5 đô. Phần thưởng sơ giao dịch, phần thưởng có thể giao dịch 5 USDT. Rồi các bạn qua coi giao dịch của phần nói nha các bạn. Đây giá đó. Sau khi các bạn giao dịch thì giá USDT và BTC, nếu mà nó thị trường nó tăng thì các bạn sẽ nhận được đây nè. Phan để mình chờ một chút nữa các bạn. Giá hiện giờ đang đứng giá các bạn. Rồi sau khi các bạn, mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nha các bạn. Sau khi nếu mà các bạn chơi mà không ăn cái sàn này, các bạn bấm vào trang cá nhân đầu người của mình nè. Các bạn đăng sức ra, rồi các bạn đăng ký lên một cái tài khoản mới. Như vậy là các bạn sẽ nhận được 10 đô nữa. Cứ gì mà các bạn mà chết nha các bạn. Đó là một cái mẹo nhỏ thôi, mình chết toàn là mình chết như vậy không đó. Email Phan để mình coi. Rồi đây nha các bạn. Giá của thị trường đang tăng thì mình sẽ cộng được 0.06 là USD nè nha các bạn. Rồi giá giảm luôn. Rồi sau khi nó cộng đây thì các bạn vào tài sản có sẵn nè, rồi mình hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn.
các bạn vào một tài khoản nè, các bạn nhấp vào một cục tiền nè, các bạn có thể rút về với ERC20 nè, với USDT nha các bạn, TRC20 nè, Omini nè, với Money là với trên sàn. Rồi đây thì các bạn nhập địa chỉ cục tiền của mình, nhập số tiền ít nhất là 2 USD nha các bạn, rồi phí là 1 đô, các bạn bấm nút cục tiền nha các bạn, quá là dễ luôn nha các bạn, min rút có 2 đô. Ừ, kèo nó ngon gì là mình chậm tăng là mình được 0.1 USD này nha các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn, sau khi thu hết các bạn đăng sức ra tạo một cái comment mới nữa nha các bạn. Vậy bây giờ mình kết thúc, mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình trả lời cho tất cả các bạn. Vậy xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày may mắn và kiếm thật là nhiều tiền trên một cái sàn miễn phí này các bạn. Chơi thua không mất gì, mình không có làm video hướng dẫn các bạn nạp tiền vào đây nha các bạn, vì các bạn không có kinh nghiệm nên sợ Google đầy Google mất tiền, dễ mất tiền như chơi lắm. Các bạn chỉ chơi bờ đi chừng nào mà đầy đủ có kinh nghiệm này nọ đi các bạn hãy nạp tiền vào chơi nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn.